Mario đỡ sai của chúng ta đã kết thúc với tỷ số là 16-13 nghi phía các đơn vị của team Heat. Và như vậy là chúng ta sẽ cùng phải đến với map Trio Angel này để cùng xem liệu Astralis họ có thể gỡ hòa và tiếp tục tranh đấu cho một tấm vé đến với Major Unwrapped hay không. Hoặc nếu như họ để thua map Trio này thì họ sẽ chính thức không thể có mặt tại Major đầu tiên của năm 2022. Thực ra thì dù không muốn đâu, nhưng em nghĩ là cái cặp trận này sẽ cần đến cái map thi đấu thứ 3 để có thể quyết định. Vì chúng ta đều biết rằng cái đội tuyển Astralis là một cái đội tuyển bắn cái map thi đấu Ancient này rất là chắc. Họ đã làm khó được rất nhiều đội tuyển, cả những cái đội tuyển S tier, thì còn chưa nói gì đến những cái đội tuyển như là các thành viên team Heat nữa. Em nghĩ là sẽ là một cái round chiến thắng, một cái map chiến thắng dễ dàng dành cho Astralis thôi. Thậm chí là hoàn toàn có thể các thành viên team Heat có thể nằm ngửa là hoàn toàn dễ hiểu. Để cùng xem là liệu cái map thi đấu này có thể cứu được một chút hy vọng dành cho vị trí của Hana, dành cho vị trí của anh Hữu Nghĩa, hay là nó sẽ giúp cho ngày cưới của anh Fujin được thêm trọn vẹn hay không. Một trận đấu mà hiện tại có thể thấy rằng các thành viên của bên phía của team Heat họ đang tỏ ra là khá hay, và họ cũng đang hướng đến trong việc lần đầu tiên team Heat có mặt tại Major ở map thi đấu Ancient. Thì đây là map thi đấu mà các thành viên team Heat họ bắn cũng khá tốt. Đúng vậy, họ có cái chỉ số đang ủng hộ họ. Đúng, map thi đấu thứ ba thì chỉ có map này là chỉ số ủng hộ các thành viên của Astralis thôi, đó là map thi đấu núc, nhưng mà chỉ số của team Heat thì cũng không phải dạng xoàng của chúng ta. Đúng vậy, nhưng mà với cái map chiến thắng đất hai vừa rồi, chúng ta thì thấy anh chàng Lucky, không phải là Lucky Zit, Lucky Zat nữa rồi, mà Lucky của team Heat thực sự bắn rất cháy với một khẩu op. Anh ta quẩy trong những cái tình huống hẹp cũng như là chống chọi lại những cái tình huống trả đồ của đối phương là khá tốt. Điển hình như những cái tình huống ngồi trong khu vực thùng ở trong khu vực bonsai B vậy, quẩy rất mượt mà và làm tận 2-3 cái mạng, và một cái đường thẳng hẹp như vậy mà có một khẩu ok thực sự là một điều quá tuyệt vời. Không biết là sang tới map thi đấu này thì mọi chuyện sẽ ra sao. Ở map thi đấu pick bởi thành viên bên phía của Astralis, cho nên là team Heat họ sẽ xuất phát bên phía City Side trước. Đây cũng là một điều tương đối là dễ hiểu mà thôi. Còn ở thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng đang có một trận đấu khác đang diễn ra. Thì đó là trận đấu để tranh cho cái slot Legend cuối cùng, Nip, đối đầu với cả thành viên của team Ants. Thì map thi đấu đầu tiên nó đã thuộc về các thành viên của team Nip với tỷ số khá cách biệt, đó là 16-8. 16-8 mà thực ra sang cái map thi đấu Vertigo thì em nghĩ sẽ là một cái chiến thắng 2-0 dễ dàng dành cho Nip thôi. Không phải là một cái tình yêu dành cho đội tuyển đâu, mà là rõ ràng là Nip gần đây thì họ có khá là nhiều các nhân tố chơi mà họ vẫn là cái lối chơi như cũ, nhưng chỉ là gần đây thì họ đã bắt đầu có những cái hướng gọi là phát triển cũng như là cái cách chơi nó mới lạ hơn mà thôi. Đặc biệt như vị trí anh chàng Rex luôn luôn là những cái người gánh kèo chính trong những cái round thi đấu rất hay đến với các thành viên đội tuyển team Nip. Đó là một vài những cái thông tin và những cái trận đấu hiện trận đấu diễn ra cùng giờ. Trận đấu đó thì rõ ràng rồi, team nào dù thua hay thắng họ cũng sẽ có cho mình cái slot thi đấu ở vòng thi đấu Major của trận đấu này. Rõ ràng cái tính chất nó quan trọng rất nhiều. Và mình sẽ đủ để cho các bạn nhìn xem đó là hiện tại các player của chúng ta đang chuẩn bị ra sao trước khi vào trận đấu. Và có lẽ cũng chả cần phải nhìn họ lâu lắm đâu, mọi người nghe bây giờ chúng ta nhìn thấy đó map hiệu Ancient rồi. Đây là một cái map pick của các thành viên bên phía Astralis, và các thành viên team Heat lại là người khởi động bên phía City trước. Nếu mà họ làm tốt thì hoàn toàn họ có thể dẫn trước rất nhiều. Round thi đấu trước các thành viên đội tuyển Astralis thì chúng ta đều biết rằng cái map thi đấu Ancient là cái map thi đấu thiên về bên phía City side khá nhiều. Chủ động đẩy mid luôn tới các thành viên Astralis, nhưng mà bây giờ config khó rồi, không thể làm được cái mạng nào cả và đã nằm xuống một cái tay Lucky. Glavo đang tiếp tục đuổi để có thể mong muốn đổi mạng cho người đồng đội của mình và đuổi thành công cái mạng của Afro. Lợi thế về người vẫn là cân bằng. Nhưng đây là một round thi đấu mà anh chàng Falik, anh ta là người đi tanh bom site A, khi bị chết thì có một điều thông tin được trả về là bom site A có vẻ như là một cái điểm không lành lắm đối với Astralis, và có thể là họ sẽ vào bom site B, hoặc có thể họ sẽ là một tactic hack não hơn. Họ lại lòng vòng. Họ lại lòng vòng và họ kiểu sẽ bắt tham binh, có thể là họ sẽ làm cho thế nào đó để khiến cho đội của Heat họ phải về B để vào A. Nhưng bây giờ thì BlameF anh ta đang cố gắng quẩy, nhưng đối phương thì cũng sẽ có những tình huống đáp trả lá phục của đánh thép, và đây rồi vẫn sẽ là vào bom sai A đến từ các thành viên của Astralis hay sao đây? Thôi rồi, bom sai dễ là bom sai B mới một người thì không vào. Nhưng mà các thành viên đội tuyển team Heat thì đang chủ động là chơi xa bom sai trong tình huống này. Lucky ở đây nhìn thấy đối phương, nhìn thấy quả smoke này là anh ta sẽ hiểu, nhưng mà nó tạo một khoảng hở khá lớn nha, và Lucky hoàn toàn có thể tận dụng được. Zipex bắn đỉnh được anh ta, chỉ còn lại cho mình đó là 14 HP mà thôi, không hề quá đủ đây để chơi flash là trắng, và Zipex đã mất đi cái đầu của mình.
Gravel cùng với chị Blame Map đặt được quả C4 rồi, cố gắng thủ nó mà thôi. Lợi thế hơn người thì vẫn đang nghiêng về các thành viên team hit, và thậm chí là họ vẫn đang có một cái kit cơ. Nhưng mà quả bom này thì vị trí Blame F rất tiếc anh ta không còn cơ hội để kê nó nữa. Thời gian thì nó vẫn là còn, và những người còn lại ra bảo kê cho thành viên người gỡ bom là được. Một round thì đấu mà Astralis họ cũng đã có những ý tưởng khá là tốt, nhưng mà họ cũng đã dụ dỗ, họ đã có được một khoảng thời gian thích hợp. Họ khiến cho thành viên của team hit sốt ruột và quyết định là muốn về B. Thì đúng lúc đó vị trí Zipex ném bom, set bài vào A, đặt được quả bom xuống, nhưng đáng tiếc là họ lại không thể thủ được quả bom này. Và chiến thắng 1-0 tạm nghiêng về thành viên team hit. Hai tình huống bắn của anh chàng Joko thực sự tay rất to, chỉ tốn đúng hai viên đạn mà thôi. Đây phải gọi là phong độ rất ổn định, khi mà trong cái map thi đấu đất 2 vừa rồi anh ta chỉ cần đúng một viên để có thể kết thúc những cái đối thủ của mình. Và trong cái round thi đấu vừa rồi cũng vậy, hai viên là nằm xuống hai người, rất đơn giản dành cho Joko. Bây giờ Hit đang chủ động bay cho mình những khẩu MP9, có vẻ như họ đang muốn đẩy cục hay chăng đây. Chọn cho mình những góc thi đấu gần, hiện tại chỉ có mình exercise với khẩu M4 là khu vực bom site A thôi. Nhưng mà rất khó để vào khi mà lượng đồ trên người anh ta là quá nhiều. Thậm chí cái level sau một tình huống spam, đấu súng nhẹ nhẹ cũng chỉ còn lại cho mình là 8 HP. Ở đây Blame F sấy DE rồi và Joko lại làm hai. Quá khó để Astralis có thể làm tổn thương các thành viên đội tuyển Hit trong cái round thi đấu này. Cái việc mà Astralis chiến thắng round thi đấu này gần như nó là không thể. Lúc này Gravel chỉ còn là 1 HP. Falik và Config đồng ý là hai player này hiện tại đang có một chỉ số khá là tốt. Họ cũng là những player tay to. Nhưng đối phương chỉ cần chắc chắn thì gần như sẽ không có bất kỳ một cơ hội nào thành công của Astralis. Falik nhìn thấy được cái đầu của body khi mà anh ấy vẫn đang khá tập trung để căn tham binh trong tình huống nắm vết bom. Và đây, một pha mà họ đang muốn làm thế gọng kìm vào bom site B. Nhưng có một người đang trấn thủ lại ở khu vực kép, đó là vị trí của anh chàng Lucky. Falik thì đã bị exercise hạ gục. Bây giờ Config muốn bắt vào vị trí Lucky thì cũng là khó, nhưng vẫn gặt được cái đầu của player này. Cơ hội vẫn đang còn, 30 giây còn lại, nhưng Gravel lại ngã xuống, Config đang bị vô hiệu hóa hoàn toàn. C4 đã rơi cùng với Gravel, 8 HP thực sự là một cái mảnh nhỏ của bom rơi vào người thì cũng sẽ phải nằm xuống. Trời, rất cẩn thận thì Config chủ động vứt khẩu M4 của đối phương đi. Và sẵn sàng là không thể để đối phương nhặt được bất kỳ một khẩu súng nào cả và bắt họ chơi với những khẩu MP9 mà thôi. Cầm C4, cầm bánh trưng lao vào trong xài thế này thì cũng hỏng hết rồi. 2-0 dành cho Hit, lợi thế cũng đang là khá nhiều. Nhưng liệu có 3-0 hay không đây? Khi mà round thi đấu này, các thành viên của Astralis họ đã có tiền để buy cho mình những cái lượng hỏa lực rất lớn rồi. Một round thi đấu cũng phải nói là khá cố gắng đến từ sao đỏ. Và đáng tiếc, vị trí của Config cùng với cả Falik là không thể nào gồng gánh Astralis trong round thi đấu đó được, chỉ với những khẩu súng lục. Test bài ra đến khu vực middle đến từ cả hai player, chính xác là đến từ cả hai team. Và hiện tại người vẫn đang có quyền chủ động hơn ở khu vực middle vẫn đang là các thành viên của team Hit. Tuy nhiên vị trí của Lucky nó cũng đang chơi rất chủ động khi mà đã chiếm được hoàn toàn khu vực Lamp Room. Config bây giờ mới bắt đầu bò trườn ra để kiểm soát lại khu vực middle. Đặc biệt là anh chàng exercise nữa, với cái tình huống đẩy được tại khu vực A này thì thông tin trả về cho người đồng đội của mình là rất nhiều. Đẩy đến đây thôi Lucky ơi, khi mà ra ngoài thì vị trí của Level đang kê là rất chắc. Ba thành viên còn lại thì vẫn đang hầu nhiều người khu vực bom site B, có lẽ là đang muốn câu một chút cái bom mìn của đối phương đi. Vì thực sự ở trong cái round thi đấu này Astralis, cái lượng hỏa lực của họ, những cái lượng bom mìn của họ không phải là quá tối ưu. Chủ động đánh chậm nhưng không được khi mà exercise không cho Gravel cơ hội để có thể về nhà nữa rồi. Lợi thế về người đã có, và bây giờ các thành viên của Astralis quay lại khu vực của bom site A thì họ không thể đổi được mạng của ai cả khi mà exercise đã chơi rất an toàn. Exercise lui vào trong bom site, nhưng với một khẩu M4 vào góc thi đấu này thì đường lui sẽ không phải là có nhiều chỗ exercise đâu. Anh ấy đang muốn kê khu vực donut mặt đối phương thì trời đất ơi, cái timing đúng cái lỗi exercise nhìn vào tunnel thì Config và Falik lại nhìn vào đúng cái chỗ bộ hảo khu vực donut. Câu chuyện này có lẽ là câu chuyện về mặt timing thôi, nó cũng khó để mà trách được. Và bây giờ muốn ôm đồ vào trong bom site B thì Djokovic góc này anh ta đang bị trách vào. Nhưng Blame F lại không kỹ càng và để lộ vị trí bản thân mình rồi. Flash một lần là quá trắng. Bây giờ mới lao trở lại thì Djokovic đã phải nằm xuống. Nhưng đó là tình huống support flash rồi chào body. Zipex cố gắng lên tiếng, cơ hội níu giữ lại nhưng 10 giây lao ra luôn là hoàn toàn có thể làm được. Khi Zipex chỉ có 10 HP thôi. 3-0 dành cho Hit. Lại đánh chậm tới từ Astralis, và rõ ràng là họ không hợp với cái lối thi đấu này.
bất kỳ cái round thi đấu nào Astralis đánh chậm họ cũng thua cả. Và với những cái tình huống mất người từ sớm, bắn rất chủ động tới Exercise, làm được 3 mạng, thì họ lại có một cái quyết định là vẫn chủ động hâu lại người và đánh lại khu vực bom say A. Xin lỗi quý vị các bạn, chính xác hơn là bom say B. Rất khó hiểu tới Astralis khi mà liên tục là những tình huống đánh chậm không tỏ ra được bất kỳ cái sự hiệu quả nào đến từ họ. Bây giờ thì lượng súng ông yếu rồi, hit hoàn toàn có thể lên con số 4. Liệu có phải là một cái kết cục 2-0 hay không đây khi mà body làm đi hai cái mặt. Hết rồi. Round thi đấu này vốn dĩ cũng đã khó để dành cho đội Astralis. Và body anh ta cũng sẽ muốn cày thêm kill, đó là 3 mạng cho vị trí của body. Zipex lắc ra nữa thì có thể sẽ là một cú poker. Và hiện tại body vẫn chưa thể tìm đấy cho mình. Và hai player còn lại của các thành viên Astralis thì họ đang muốn cố gắng tiến vào vòng side A, nơi mà Exercise cũng đang trấn thủ từ nãy giờ là vô cùng tốt. Và hiện tại Exercise còn đang có một cây điên đó là bất tử 7-0 và có thể sẽ là 8-0 thôi. Và câu trả lời nó là 8-0 thật. Người bất tử đến từ team Hit. Khó rồi, 4-0. Nhưng mà cái round thi đấu này mới là quan trọng cơ, khi mà các thành viên đội tuyển Astralis họ đang chủ động là có thể full buy với tất cả cái lượng tiền của mình có. Bom mìn bây giờ thì đầy đủ lắm rồi, không còn gì có thể để thua cho các thành viên team Hit nữa cả. Bom mìn đầy đủ, AK thì cũng đã có, chủ động chiếm mid nhanh tới các thành viên đội tuyển team Hit. Và nó đã khiến cho vị trí của Zinpec cùng với vị trí của Playmap đã phải chậm lại. Nhưng mà tình huống spam này thì quá ảo đến thành chẳng Joko đi. Người đầu tiên nằm xuống đã có rồi, thậm chí body đang chọn một góc kế cương tại khu vực donut này. Còn Fix của một level có đoán được ra cái tình huống này không đây, khi mà lợi thế của họ đang là không còn, họ đang phải rất vội khi mà đang chơi thiếu người. Những lối di chuyển vào khu vực donut, có thêm một người đang muốn cố gắng mở đường. Bây giờ quả bom nó lại bị bắn rơi bởi Lucky. Joko cũng không cho Zipex bất kỳ cơ hội nào cả. Họ nhìn ngắm một lượt ở bom site A, nhưng quả bom nó lại rơi ở khu vực connect. Và thế là hết. Đừng bảo tôi là một cái team 4 cái major rồi mà năm nay không được đi major nữa, thì thực sự nó là một điều quá thảm họa đi. 5-0 cho Hit và bây giờ logo của họ cháy rồi. Những gì mà em nói đầu tiên thì nó đang vả lại mồm em đôm đốp. Em vừa khen là Astralis bắn cái map thi đấu Ancient này tốt lắm, nhưng mà có vẻ như nó không được như vậy tính đến thời điểm hiện tại. 4 cái phút major, có vẻ như họ đang muốn dành cả một cái khoảng thời gian này để ở nhà lau cúp cho sạch, rồi đến kỳ major Rio comeback trở lại hay gì đây. Thật ra 4 cái cúp thì cần một tuần để lau sạch, anh nghĩ cũng là điều dễ hiểu. Chúng ta cần phải lau chùi kỹ, lau một lượt nước khô, xong rồi dùng thêm cả dung dịch tẩy rửa các thứ đấy, lau cho sạch. Đến lúc ấy, đến khi mà lau xong rồi đến đợt Rio comeback lại là vừa. Nhưng mà đó là câu chuyện vui vui thôi. Khi biết đâu đấy Astralis họ lại lật được kèo thì sao. Joko bắn được vào mồm của Blamef đấy. Nhưng bên phía Astralis lúc này họ vẫn còn 4 người. Và một setup mà ban đầu chúng ta cứ ngỡ là Astralis họ sẽ phi vào B nhanh, khi với những khẩu tech này chạy bắn là sướng. Nhưng họ vẫn quyết định là đánh chậm lại. Lại muốn đánh chậm, nhưng mà Exercise đẩy A như thế này thì làm sao mà đánh chậm được nữa. Bài vở lộ ra hết rồi Astralis ơi. Quyết định rất nhanh như hợp lý hay không đây. Joko đang spam nhiều và Glaivo đã là người tiếp theo phải nằm xuống đây. Astro làm một, thế là quá đủ để các thành viên cho mình còn lại có thể xử lý rồi. 1 vs 4, Zipex chỉ khó một khẩu Mark 10 mà anh ta lại đụng độ với người bất tử. Thôi chấm hết rồi. Thì hết. 6-0 đến đây em tự tin nói luôn hết rồi. Astralis gần như là đang không làm gì được các thành viên đội tuyển Hit trong cái lượt first half này. Họ bắn quá chủ động đi. Nhưng thật ra cũng phải nói một điều. À. Đó là CT side của Ancient thì cũng được đánh giá là có lợi thế hơn. Đúng. Nhưng mà bắn online, khi mà ping tất cả mọi người là ping 5, độ trễ gần như là không có, thì cũng vẫn có thể có những tình huống xử lý ảo đến từ bên phía T, khi mà map thiếu này cũng có khá là nhiều góc để giạt bắn. Nhưng thời điểm hiện tại thì Astralis họ vẫn chưa tận dụng được quá nhiều, khi mà bài vở của họ nó vẫn có một sự lòng vòng và Hit vẫn có thể khai phá được. Nhưng bây giờ Ngài lên tiếng, Ngài đang phá rớp, thì liệu có phải là cơ hội cho Astralis hay không đây? Một tình huống double nade và Ngài còn lại cho mình là 25 HP mà thôi. Body mà spam thì sẽ là có người phải nằm xuống, nhưng mà không,
Còn Phích đã lấy đi cái mạng của anh chàng này, lợi thế đã có. Liệu có phải ra chiến thắng đầu tiên dành cho các thành viên đội tuyển Astralis hay không đây? Nhưng mà không, tôi vừa nói thì các thành viên đội tuyển Astralis mất luôn hai người, lợi thế về người không còn, và thậm chí họ đang là người thiệt hơn khi mà ngài cùng vị trí của con Phích cũng chỉ còn lại cho mình là 5 HP. Trời ơi, các thành viên của team Hit họ đang bỏ bê. Người cầm bom đến từ các thành viên Astralis lúc này là vị trí của anh chàng Falik thì vẫn đang chờ đợi những tín hiệu tiếp theo. Lúc này bom site A không thấy một ai cả. Bom site B mà lao vào thì cũng không có gì luôn. Thì câu trả lời là Astralis họ quyết định sẽ vào bom site nào ở thời điểm hiện tại. Sau một hồi để mid không thấy gì thì quyết định sẽ phải quay trở về những khu bom site thôi. Và đây là một setup mà Hit họ đang muốn bắn một tình huống kẹp đầu. Falik có mạng Zoko nhưng trước đó Zipek phải nằm xuống. Quả bom lúc này đang được Falik ôm một mạch về bom site A. Khi mà vị trí của Config đang móc là rất đẹp. Round này mà không thắng nữa thì thôi này. Khó lắm vì hai cuối là hai thương binh. Trời ạ. À. Nhưng mà mắc đẹp lắm rồi. 25 máu và 5 HP. Thực sự là một viên EOT mà người cũng có thể nằm xuống cơ. Falik bây giờ bắt đầu quay vào check khu vực donut. Và quả C4 này sẽ được đặt thành công mà thôi. Hai thành viên của Hit sẽ hiểu được tình huống này là như thế nào. Lại một bài đánh chậm. Nhưng mà đây Lucky chạy thế này là lộ tiếng rồi. Đoán được đối phương đang ở gần mình hay không đây. Anh chàng này thì cũng đã có khá kinh nghiệm khi mà chơi các đội tuyển lớn điển hình như là G2 Esports rồi. Nhưng mà không trách, thế là hết rồi. Chủ động bỏ người tới từ Config. Và bây giờ thì anh chàng Exercise đã hiểu được vấn đề xảy ra. Vẫn là round chiến thắng đầu tiên cho Astralis. Thực sự là quá khó khăn để có được cái round chiến thắng này. Round đó móc quá đẹp. Không có bất kỳ một lý do gì để Astralis để thua trong round đó đâu cả. Trừ khi là vị trí của anh chàng Falik đang chạy giữa đường thì bị vấp chân và ngã, không kịp đặt bom. Thì lúc ý mới là round thì đấu thua, chứ tôi không nhìn thấy bất kỳ một cửa nào để Astralis có thể để thua cả. Và may quá họ đã kịp thức tỉnh sau 6 round thi đấu ngủ yên. Phải gọi đúng là may khi mà đang từ một tình huống 5v3. Chỉ một tích tắc thôi, Astralis bằng một cách thần kỳ nào đó họ đưa về 3v3 mà thậm chí là thiệt cho bản thân mình khi mà có hai thương binh. Nhưng mà không, Falik cùng với ở vị trí của anh chàng vừa nãy là Blamef đúng không nhỉ? Hay là vị trí Config nhỉ? Config. Config. Falik và Config, hai người yếu máu nhưng họ vẫn có thể làm được. Rất may mắn, round chiến thắng đầu tiên dành cho họ, nhưng với 6 round thi đấu thắng liên tiếp, thậm chí là mất quá ít súng tới từ các thành viên đội tuyển Hit, thì bây giờ lượng tiền trên người họ là quá nhiều. Hãy nhìn vị trí của Body xem, anh ta full buy mà anh ta vẫn đang xếp được cho mình là 6.000 tiền. Quá nhiều tiền để có thể chơi trong round thi đấu sắp tới. Và bây giờ Astralis không muốn đánh chậm nữa rồi, muốn rớt nhanh vào khu bom site B chăng đây, khi mà 5 người đang di chuyển rất nhanh tại khu vực này. Config là người đầu tiên, flash trả của Zipek là rất trắng. Joko đã là người đầu tiên phải nằm xuống rồi. Config tiếp tục lấy đi cái mạng thứ hai. Bom site B chính thức mở cửa rồi. Đẩy nhanh tốc độ của trận đấu đã có thể thấy rằng mang lại kết quả vô cùng lớn. Config bắn thêm lên cái đầu của Afro. Spam là rất ảo từ vị trí của chàng Zimmer. Và đây sẽ là lúc mà phải tìm Hit phải đi xếp thôi. Mà lượng tiền bên phía City bao giờ cũng phải được ưu tiên lên hàng đầu. Đùa không vui, còn Fix đã căng rồi. Lào rất dứt khoát và lấy đi cho mình ba cái mạng. Phải nói là cứ bắn như thế này thì chính là Astralis mới là người có lợi. Chứ bắn chậm thì thực sự nó là không hợp lý một chút nào khi mà các thành viên đội tuyển team Hit họ thường có những cái tình huống nhá check, cũng như là cái tình huống lấy đi thông tin của mình. Và họ giữ bom của mình rất lâu, chỉ khi có thông tin thì họ mới bắt đầu trả qua những quả smoke của quả lửa thôi. Nếu mà đánh chậm như vậy, vào bom với khoảng Astralis là vào bom tham mình khoảng 25 giây. Nhưng mà đối phương còn một quả lửa, một quả smoke thì thực sự là quá khó. Cứ bắn nhanh như thế này thì có phải là hay không? Hai round thi đấu đã được lấy lại dành các thành viên đội tuyển Astralis, và liệu họ có thể vươn lên những cái cách biệt cao hơn nữa hay không đây? Chắc chắn là hoàn toàn có thể. Liệu họ sẽ làm được cách nào? Tình huống thi đấu vừa rồi thì anh tin là Config anh ta đã phần nào đó lấy lại được sự tự tin cho bản thân mình. Lúc này về mặt KDA thì chúng ta đang chờ đợi thêm Zipek, chờ đợi Blamef cũng như là Claymore thôi. Thì ba player này đều có một KDA rất đoàn kết, đó là 1-7. Nhưng thật tiếc quá, ngài đã bị bắn hạ, Zipek cũng không kịp tỏa sáng, 1-8 rồi. Lại là khó dành cho Astralis. Thôi, em không nên khen Astralis nữa. Lần nào khen đến round thi đấu sau họ cũng vả vào mồm em. Rất bực.
Bây giờ no body. Một góc thi đấu đẹp và thậm chí đã lùi về rồi. Exercise KO như thế này thì con Vick làm sao mà chạy được nữa. Gravel đã bò được vào khu vực sniper nest thật đấy, nhưng mà Lucky thì cũng rất nhạy cảm khi cái tham mình này đã quay về kề. Đối phương double pick và không có cơ hội nào dành cho IGL với thành viên Astralis cả. Blamef 1-7 sống cuối cùng thì thực sự là rất khó. Một cái phong độ của Blamef bình thường anh ta là người gánh team, nhưng cái trong cái map thi đấu Ancient, map thi đấu thứ hai này thì có vẻ như anh ta chưa thể hiện được quá nhiều. Liệu có làm được một điều gì đó bất ngờ nữa hay không? Đây, lấy đi cái mạng của anh chàng Joko rồi đấy. Nhưng mà tình huống còn lại là 1v3 thì quá khó. Và bây giờ một vấn đề nữa là đêm ép liệu có về để lấy được bom hay không, khi mà vị trí của anh chàng body lúc này đang kê một góc. Chính xác bây giờ anh ta ở một chỗ rất đẹp nhưng mà có vẻ như không nhìn thấy, khi anh ta vẫn đang bị khuất một cái thùng. Và đêm ép hoàn toàn có thể hạ được quả bom này xuống, nhưng team hit thì họ cũng không việc gì phải vội vàng cả. Thì mà setup lúc này đã là quá đẹp, Blame F không khác gì cá nằm trong giỏ. Và bây giờ Blame F tự tìm thấy cái chết của bản thân mình với việc nhìn thấy Afro. Và đó là tiếp tục một round chiến thắng nữa dành cho team Heat. Không để khen Astralis nữa, cứ để họ tự chơi thôi, và mình chỉ nói những cái gì diễn biến của trận đấu mà thôi. Khi mà mình vừa khen thi đấu round trước thì trong cái round thi đấu này các thành viên đội tuyển Heat có vẻ như họ đã thích ứng rất nhanh với cái bài đánh nhanh của Astralis, không thể nào mà đẩy được thêm nữa. Khi mà các vị trí của họ đang chủ động là chơi sâu ở trong side, điển hình như laser side kề vào khu vực bom side A, nhưng đứng ở tít city cơ, quá an toàn. Tình huống mà vị trí vừa rồi của anh chàng Blame F có vẻ như là cũng khá là cẩn thận. Anh ta muốn chắc chắn có thể clear được cái bom site B khi mà thời gian lúc đó vẫn đang là còn nhiều. 20 giây thì rõ ràng là cũng thoải mái. Nhưng mà có một điều anh ta không ngờ tới, đó là vị trí của Afro bắn thẳng vào mồm. Thôi cũng khó mà trách vị trí của Blame F được. Còn quay trở lại với trận thi đấu này, 7-2, Lucky sẽ là người kê khu vực cave. Kèm theo đó là vị trí của anh chàng Joko. Một setup kẹp hai cave là rất khó để có thể đối thủ. Tuy nhiên vị trí của ngài hiện tại là khá là nguy hiểm nha. Đang được bút lên một cái thùng nhưng nhảy xuống là sẽ có khẩu op nhắm vào vị trí của anh ta thôi. Chủ động bắn kẹp hai người khu vực lamp room đó, Lucky cùng với anh chàng Joko. Dập lửa như thế này thì các thành viên đội tuyển Astralis sẽ có thông tin là có một người tại khu vực này, nhưng liệu có biết được Joko cũng ở đây nữa hay không đây? Khó rồi, đang kẹp hai người và Joko phải bỏ đi vị trí của mình, 5 HP còn lại, rất may mắn là còn cái chân trên cái bản đồ. Nhưng mà vấn đề là bây giờ Astralis thì họ lại có thể nghĩ ra một setup vô cùng hoàn toàn là vằn, đó là có thể về lại bom site A. Khi mà chúng ta được nhìn thấy vị trí của anh chàng, đó là con Fix đang cố gắng để clear đi middle và có thể sẽ làm móc vào city. Nhưng mà với việc thời gian không còn nhiều thì có lẽ vẫn sẽ ở lại bom site B mà thôi. Chúng ta 25 đôi giây. khi cũng đang bị hơi bị oan ta là vặn hơn cả Astralis rồi em ạ. Đúng rồi. Đây, lại một khoảng thăm minh tôi nói, nhưng mà bây giờ còn chậm hơn cơ. 15 giây bắt đầu set smoke vào trong bom site, quá khó quá. Nhưng mà Felix đã làm được một con Fix, liên tục là những cái mạng dành cho các thành viên đội tuyển team Astralis. C4 đã thành công và thế là hết dành cho team Hit rồi. Họ sẽ phải cố đi xếp cho mình những khẩu súng mà thôi. Tuy nhiên con Fix có cho anh chàng Afro này xếp hay không thì mới vấn đề cơ. Deepfake bắn chết Joko và Afro cũng đã lộ vị trí buộc phải đi xếp, nhưng Felix đang bọc đầu. Ôi, nhưng mà vẫn chạy được, chạy khá nhanh đến từ vị trí của Afro, nhưng mà sẽ là truy cùng diệt tận thôi. Họ sẽ muốn bắt chết được khẩu súng này. Afro lúc này đã bị đội trưởng Temple và anh ta không chạy đi đâu khỏi đức ngài Felix của chúng ta. 7-3-7 dành cho các thành viên bên phía team Astralis. Gỡ được 3 round thi đấu, nó mà lên được con số 5 hay con số 6 thực sự là một điều quá tuyệt vời dành cho các thành viên đội tuyển Astralis đi. Khi mà cái map thi đấu mà chúng ta luôn luôn nói là nó nghiêng về phía City là khá nhiều, thì lên được khoảng con số 5, con số 6 là thực sự là quá đẹp. Còn nếu mà lên được hơn nữa thì quả là một điều tuyệt vời. Bây giờ thì cũng đã có một số cái động thái comeback trở lại, chơi game trở lại tới với các thành viên bên Astralis rồi. Liệu họ có thể gia tăng được cách biệt này nữa hay không đây? Có vẻ như đây là một quyển tactic của Tham Ao đến từ anh em của phía team Heat. Rất tryhard để có mặt tại sân chơi Major. Astralis có thể nói là khi mà họ có một đội hình mới gồm có Blame F, gồm có Config và debut tại giải thi đấu Blast, thì họ thực sự đã mang lại cho những người hâm mộ CS nói chung và những người hâm mộ của Astralis nói riêng một cái cảm giác cực kỳ lâng lâng và sung sướng khi nhìn thấy Astralis trở lại, thì Astralis hồi sinh.
Và thậm chí là Glavel cũng nói rằng đó là cái giải thi đấu đó là một giải thi đấu mà xứng đáng để anh có thể kể lại cho con, cho người con của mình về việc đó là đội tuyển anh ấy đã thi đấu như thế nào trên sân nhà. Những thời điểm hiện tại thì Astralis đang gặp vô vàn khó khăn để tranh cái tấm vé vớt đến với Major. Config đã có được bảo exercise. Quý ngài bất tử của chúng ta thì bây giờ đã chết tới 4 lần. Muốn lao vào sang A luôn ư? Blame map ở bóng B đã bị bắt chết và chắc chắn là phải vào A thôi. Lúc này chúng ta sẽ còn lại một người, đó là Body. Body bắt chết được Config rồi. Làm mạng thứ hai hôm nay. Anh ta đã bị quay. Mạng thứ hai cho Body. Nhưng không có mạng thứ ba. Nhưng vấn đề Astralis này họ chỉ còn lại hai người mà thôi. Afro một khẩu DE. Và vị trí của Lucky thì rất tiếc đã bị bắt lại. Cơ hội là vẫn còn. Level 3 HP còn lại. Quá khó để có thể chơi. Đừng bảo tôi là thua một round thi đấu đối phương hát bài với cả phóc bài nha. Afro đẩy như thế này là một tham minh hợp lý. Ui. Nhặt cho mình thêm một khẩu op đây quả là một cái startup thành công rồi. Khởi nghiệp như thế này thì lãi quá. Đang cầm khẩu DE lên cho mình một khẩu súng đắt gần nhất cái tựa game CSGO này. Và bây giờ thì có vẻ như các thành viên đội tuyển Astralis lại một lần nữa, chúng tôi phải nói lại đây là lòng vòng rồi. Vòng về khu vực bom site B. Nhưng mà hiện tại thì Joko đánh hơi rất nhanh khi đã chủ động bách lại về khu vực đường catwalk này. Chạy qua đây thì sẽ là đứt cả đôi đây. Bởi vì tham minh lại cận kề 25 giây mới bắt đầu vào bom site Zpec. Người khỏe máu thì lại là nằm xuống. 3 HP còn lại. Trời ơi, không có một cơ hội nào dành các thành viên của Astralis cả. Lòng vòng. Quân ta là vần di chuyển một vòng trái đất để rồi lại chết từ từ. Rất khó hiểu tại sao mà họ cứ phải đưa cho mình vào những cái tình thế thực sự là rất khó để có thể xử lý. Tình huống vừa rồi thì cũng phải nói là vị trí của anh chàng Joko, anh ta cũng khá là khôn khéo. Thời gian đó thì vẫn đang là còn, nhưng mà Astralis cũng hơi vội và họ check không quá kỹ. Và khi Joko chỉ cần có Hoàng Thăng Minh chuẩn chỉ là hoàn toàn bắt được một người, và sau đó thì cũng cố gắng farm thì có lẽ mang tính chất cầu may hơn. Bây giờ thì quả lửa này nó sẽ chậm một chút xíu, nhưng mà liệu có một băng tảng vào bóng sai A luôn hay không? Đây câu trả lời là có. Exercise xấy trong mù loà, anh ta vẫn đang tồn tại như Body hy sinh rồi. Và đây có vẻ như giai đoạn thiếu thành công đến từ Astralis. Họ đang có hai. Joko lên tiếng double kill Joko nhưng bị pha lịch đốt chết. Afro back lại, Lucky cũng chỉ còn 50 tiền trên người. Thì liệu team Hit có muốn chơi an toàn hay bây giờ Astralis họ lại muốn về lại bóng sai B nữa đây? Bây giờ mà về mới là điều khó hiểu đây. Afro cùng với chiếc Config cách nhau chỉ đúng một làn khói mà thôi. Bây giờ Lucky cũng đã chủ động chơi sâu ở trong khu bom site rồi, vì trên tay anh ta là một khẩu MP9, một khẩu súng không người quá tối ưu để chơi một khẩu tầm xa. Pha lick góc kề trước là đẹp, lợi thế đã khó rồi. Lucky còn lại thậm chí còn lộ tiếng như thế này thì không còn cơ hội nào cho anh ta cả. 8-4 dành cho cả đôi bên. Những tình huống đánh nhanh của các thành viên Astralis thực sự nó đang mang lại khá nhiều hiệu quả. Ít ra là hơn đánh chậm. Ừ, nó hơn đánh chậm khá là nhiều. Đấy là với cảm quan chúng ta đều có thể nhìn thấy như vậy. Chứ không biết những đoạn tiếp theo Astralis họ tiếp muốn tiếp tục đẩy nhanh tốc độ hay không. Khi mà bên phía của các thành viên Hit họ không hề ngại cái tình huống bắn tay đôi. Một tình huống setup chiếm mid tới các thành viên đội tuyển Astralis. Và trong cái round thi đấu này thì các thành viên đội tuyển Hit yếu súng rồi. Sấy tốt từ Config và anh ta đã làm được 12 HP còn lại vẫn đủ để có thể chơi exercise lại một lần nữa, đẩy ở khu A. Nhưng mà tình huống này đã bị bắt bởi quý ngài rồi, không còn cơ hội nào cả. Nhưng mà không, vẫn có cơ hội để chạy về sau một viên úp trượt tới từ quý ngài Falix. Tôi đã nói hơi sớm trong tình huống vừa rồi thì phải. Bây giờ Zipback của góc kề trước là đẹp và Joko không có cơ hội nào nữa. Config 12 HP còn lại chủ động đi bài tờ bò trườn và bắt thêm những người dành cho thành viên của mình, cải thiện frag là nhiều thôi, chứ round thi đấu này không có quá nhiều cơ sở để Hit có thể chơi. Level vào được trong khu vực bom site A. Nhưng mà liệu vị trí Config có muốn về bom B để check một lượt hay không nào? Bây giờ Level anh ta quyết định sẽ đi tìm, và anh ta có info là địch đang ở bom site A rồi. Một tình huống liệu có muốn lao vào để chơi tất tay không đây? Level có được một, đó chỉ là một mà thôi. Lúc này thì vị trí quả bom trên người Falix sẽ được mang về B. Quyết định hoàn toàn hợp lý khi info địch cuối cùng đã lộ ra. Và Astralis họ cứ thế lao vào là có mạng. Chiến thắng tiếp theo đã đến dành cho sao đỏ. Một round thi đấu mà phải nói rằng Hit cái lượng súng ống của họ cũng không phải là tối ưu khi toàn những khẩu súng lục. Bắn đơn giản như thế này có khi lại là hợp lý tới từ các thành viên đội tuyển Astralis đi. Khi mà những cái bài đánh chậm của họ đang tỏ ra không có quá nhiều sự hiệu quả. 8 năm rồi. Con số mà tôi đã nói lên là 5 round, 6 round thi đấu
ở cái map thi đấu Ancient này bên phía T-side thực sự đã là một điều thành công. Bây giờ Astralis có thể làm được thêm nữa cơ, đặc biệt là hit đang chủ động là full eco với 5 khẩu Glock đẩy mid luôn ư. Playmap ở đây với khẩu Mark 10 hốt eco là dễ, nhưng mà thôi tôi không khen nữa. Vừa mất đi cái đầu của mình, Zipback và Config liên tục có mạng, thậm chí là Config làm đôi rồi. Zipback cũng vậy. Một mình vị trí Afro lên bản đồ, không còn gì để có thể níu kéo được hy vọng trong trận thi đấu này nữa. Dần dần có những sự comeback từ Astralis. Và đây là một tín hiệu tương đối tốt. Và khi mà họ lên được tới 6 round thi đấu bên phía T-side, thì khi xem bên phía City họ vẫn còn rất nhiều cơ hội để đưa trận đấu này vào map thứ 3, vào nơi mà ai cũng gọi đây là ngôi nhà những người Đan Mạch. Map thi đấu núp là một map thi đấu mà Astralis ngày xưa đây chính là cái bài tủ của họ. Một nơi mà tất cả các team họ đều rất ngại. Thì riêng Astralis là người tiên phong. Và khi Astralis đã có một lối bắn vô cùng hay ở núp, thì đó mới chính là khi mà những team khác họ lao vào học lối chơi ở map thi đấu này. Thôi nhưng... ơi, đừng khen nữa anh ạ. Anh đang kể lại thôi, anh đâu có khen đâu. Anh đang kể lại. Nhưng giống như câu chuyện mà tôi đã từng nói, đó là liệu bây giờ có vào để map 3 hay không là cái thứ nhất. Và liệu là cái ngôi nhà ấy nó có lại giống như cái Old Trafford thành cái sân tập của đối thủ hay không thì là một câu chuyện khác. Ok chưa? Cái tình huống vừa rồi nhá, là hai round thi đấu liên tiếp em vừa khen là khẩu Mark 10 để hết eco thì dễ lắm, ngay lập tức blame em bị vả mồm. Trời ạ, nó như vả chính vào cái mồm của em vậy. Này là tốt nhất là thôi, quyết định rồi, không khen nữa. Không phải tôi khịa MU, tôi khịa chính bản thân mình các bạn ạ. Tôi quá đau rồi. Tôi khịa bản thân mình luôn đấy. Và bây giờ quay trở lại với trận thi đấu này, tôi round đấu thứ 15. Thì liệu hit sẽ gia tăng khoảng cách lên con số là 96, chúng ta sẽ có một tỷ số vô cùng suýt sao là 78 đây. Đã chủ động chiếm ở ngoài khu vực bom B rồi. Config ở đây đang cách body đúng một quả sơ mốc mà thôi, ai sẽ là người nhìn thấy ai trước đây. Kê là rất chì nha, chỉ cần một giạt ra thôi là sẽ có người phải nắm xuống, và đó là vị trí của body. Lợi thế đã có, như ở đây Lucky đã cân bằng tỷ số về người. Không còn quá nhiều nữa, và quả flash này trả ra là trắng, nhưng Joko thì không thể làm được một ga mạng nào cả. Thông tin được trả về là nhiều khi biết được là ba thành viên của đối phương đã tập trung nhiều người ở đây. Exercise lại một lần nữa, đẩy khu vực này, quý ngài Phalic chưa nghe thấy đối phương nhưng cũng đã vẩy thành công được cái mạng của Exercise. Sẽ là round chiến thắng thứ 7 dành cho các thành viên của Astralis mà thôi. Bây giờ còn thua nữa thôi, đúng liệt. 1v4, Lucky lộ vị trí bản thân mình, anh ta có được bảo config. Thực ra cơ hội thì vẫn là có, nhưng anh ta đang bị móc từ đằng sau đuôi. Anh ta đang bị móc kia kìa, và đó là Blamef. Một tham mình hợp lý thôi. Anh ta sẽ phải nắm xuống, nhưng Blamef thì có vẻ chưa biết được vị trí của anh chàng này. Bây giờ bò vào tâm của quý ngài thì không còn cơ hội nào dành cho Lucky cả. Vận may đã không đến với anh ta. 8-7 comeback liên tục tới các thành viên team Astralis, và bây giờ chúng ta sẽ đổi side. Mà thực sự để Astralis chơi những cái bên phía City, đặc biệt là những cái map thi đấu Ancient như thế này thì họ đáng sợ lắm. Nhưng mà đó cũng chỉ là những cái lời dự đoán của tôi thôi, chứ tôi không khen gì đâu các bạn nhá. Không, các bạn tí nữa lại bảo là do tôi khen. Tôi có khen đâu mà tôi đúng. Kể lại ôn chuyện quá khứ thôi. Tôi không khen đâu nhá. Tôi vừa nãy nhiều anh ấy bảo là khen. Tôi thật sự tôi chỉ là ôn chuyện quá khứ thôi mà. Ngày xưa ai chả có một quá khứ huy hoàng đúng không? Đúng. Nói chung là những cái lời mà anh em mình bàn luận ngoài lề, chứ không phải là khen. Đúng. Không phải là khen. Trung lập. Tôi hoàn toàn trung lập. Đúng. Bây giờ các bạn bảo chúng tôi donate một chiều, không bao giờ có chuyện đấy xảy ra. Không bao giờ có chuyện một đúng. Chiều. Chúng tôi là caster trung lập, cặp đôi Sam với Zinky, không bao giờ có cái chuyện là nghiêng về một bên nào cả, mặc dù là tình yêu nhiều với các đội tuyển đấy. Nhưng bây giờ thì quay lại thôi, Hit đang chủ động đánh nhanh vào khu bom sai B, chiếm khu vực lem room khá nhanh chóng với một quả flash. Afro đã có thông tin rồi, Zipback đang chủ động đấu súng và cũng có thông tin được các thành viên Hit đang đây chủ động bỏ ra một quả sờ mốc để có thể khiến cho cái bước tiến các thành viên team Hit chậm lại. Còn Fake ở đây đang chủ động kéo cái khẩu WP của mình ra khu middle này nhưng cũng chưa check được ai cả. Middle đang có một người duy nhất. Còn hiện tại hit nó bắt đầu làm ra bắn nhau 1 tỷ hiệp, Config bị hết đạn, anh ta chỉ có được một bạn duy nhất mà thôi. Nhưng Valix double kill, quý ngài của chúng ta lên tiếng rồi, bây giờ quyết định tổ quay ngài à? Không được đâu sói à, triple kill cho Valix, và Blamef là người chốt sổ round thi đấu này. 8-0, trận đấu đã quay trở về vạch xuất phát. Giống hôm qua Astralis với G2 cũng bắn đớt hai đầu tiên,
Và cái map thi đấu thứ hai thì Phalanx cũng bay. Nhưng cái map thi đấu thứ ba thì Astralis thua. Đấy, rất giống so với những cái kịch bản chúng ta thấy hôm kia với Astralis. Và có thể nói là đây là cái phong độ ổn định. Ổn định khi mà hôm qua thi đấu như thế nào, hôm nay thi đấu y hệt. Nhưng mà liệu có phải là đúng như những gì tôi nói hay không? Khi mà chúng ta tiến với một round thi đấu, một cái thành viên đội tuyển Team Heat yếu tiền rồi. Còn Quick Hot Eco với ba cái mạng level làm tiếp thì cái mạng anh chẳng lucky nữa. Không còn cơ hội gì dành cho anh chàng Joko cả. Cố đặt lại quả C4 này thì cũng không được đâu. Khi mà vị trí của Quý Ngài đang kề lại là rất đẹp rồi. Làm sao có cơ hội với khẩu súng trên tay của Joko được. Và như vậy chúng ta được nhìn thấy lần đầu tiên ở trong map nhiều action, các thành viên của Astralis là đội tuyển vươn lên dẫn trước. Nhưng khoảng cách nó chỉ là một round thi đấu thôi. Và bây giờ thì cũng là một cái thử thách lớn thành cho các thành viên của Astralis luôn. Khi mà Heat họ đã có đủ tiền để full bài cho bản thân mình. Đúng vậy. Mặc dù là một cái map thi đấu khá căng nhưng mà tỷ số vẫn đang là đều. Khi mà thắng cái round thi đấu full bài này thì Heat sẽ đưa trở lại cái trận đấu này về vị thế cân bằng. Tuy nhiên thì khẩu AWP thì vẫn đang chưa có trên tay của vị trí anh chàng Afro. Chơi cho mình với khẩu Galio mà thôi. Không phải là tối ưu. Nhưng mà ở đây thì các cái lượng súng của Astralis thì cũng không phải là một cái gì đấy quá đủ đầy. Khi mà vị trí level cũng vị trí Zipex lại đang chơi cho mình những khẩu MP9. Chủ động là kê sau quả sớm mốc, mà nếu các thành viên Team Heat muốn nhảy qua quả sớm mốc này thì đó thực sự là một thảm họa. Trong khi đó tại khu vực bom Saya này đi, đẩy qua và nghe thấy thông tin rồi, ngay lập tức Quý Ngài đã phải nằm xuống. Trời ơi, tôi không khen nữa đâu, tôi hứa. Và bây giờ thì lại một lần nữa các thành viên đội tuyển Team Heat đã có lợi thế rồi. Thông tin đã được trả về và tất cả các thành viên còn lại đang rất là vội vã khi mà Astralis đang phải chơi thiếu người. Bom Saya lúc này đang clear hoàn toàn. Mà hình như là còn chưa có quá nhiều tín hiệu đâu. Zipex và Blamef lúc này bắt được Body và Lucky. Và quả bom sẽ được cầm trên tay của trận Afro. Lúc này cần phải đưa được quả bom về bom side A thật là nhanh. Thời gian không còn là quá nhiều nữa. Exercise đã ngã xuống rồi. Joko sẽ gặp Blamef và Blamef không thể tìm thấy bất kỳ một ánh sáng nào cả. Bây giờ thì đã, câu chuyện nó lại đang khá là khó khăn. Thì Glavel đã về tới nơi mà Joko đã nhìn thấy Glavel. Joko đã thấy Glavel và Glavel lúc này đang rất thiếu máu. Glavel bị thút hoàn toàn sự trí vào khu vực tunnel nên không biết rằng có người phía sau lưng. Và một vết đai Clutch Minister cách đây 2 năm thì tôi tin anh có thể làm được. Bây giờ anh làm được đây không đấy? Afro lúc này lắc ra đi, cố gắng đặt bom, chơi từ từ, an toàn là trên hết. Zipex đẩy vào và đó là Clutch thành công. Tới là Zipex. Hồi xuân rồi, hồi xuân rồi. Clutch Minister thương hiệu vẫn còn và anh ta vẫn đang là một cái Clutch Minister trước mặt các bạn đây. Một vết hai và cái tình huống bắn của anh ta là khá ảo. Mặc dù là mất lợi thế trong khoảng thời gian ban đầu nhưng các thành viên Astralis, đặc biệt là với chị bị Zipex đi quá hay. Không thể nào mà đoán được các cái tình huống bò trườn của anh ta. Bây giờ nói chung là với những cái map thi đấu mà Zipex đang có cái phong độ bay như thế này thì rất khó để Astralis có thể để thua trong cái round thi đấu Ancient. Bắt đầu buff flash ra, đẩy nhanh như đẩy nhanh với Zipex không được đâu. Là một mạng rồi, hai mạng nhưng mà là quá đủ. Phalanx đã có mặt ngay lập tức để có thể chám cho những người đồng đội của mình. Và thế là hết dành cho thành viên Team Heat. 11-8 cách biệt 3 round thi đấu. Bây giờ những người gọi là mơ mộng nhất, những người lạc quan thì sẽ nghĩ đến map thiếu thứ 3 luôn. Đúng vậy. Và chắc chắn trong số đó sẽ có hai người, chính xác là ba người. Ba người. Một là anh Fujin. Ừ. Hai là Hữu Nghĩa. Đúng. Ba là Hana. Đúng. Rồi thì đấu này full bài rồi. Nhưng điểm khác biệt là Afro đã có được khẩu ốp trên tay của mình. Chủ động muốn đánh một khu bó sai ai, dành cái trang đây. Glavel kê ốp là đẹp nhưng mà đã mất đi cái đầu của mình nhanh chóng quá. Còn Vick kịp thời quay trở lại khu Donut nhưng cũng đã lộ ra thông tin bom sai A đang mở cửa hoàn toàn. Thậm chí là cái tình huống sờ palm này thì còn Vick cũng không thoát đi đâu được cả. Đẩy rất cục đến từ Lucky khi mà anh ta đã ở bên phía CT mất rồi. Một chút khó khăn đã bắt đầu đến. Astralis họ có những round thi đấu comeback liên tục. Và lượng tiền tới từ Astralis thì họ vẫn có thể chơi được trong round tiếp theo. Nhưng đó là khi Zipex và Blamef cần giữ lại được những hỏa lực này. Còn đối với những player về phía Team Heat thì họ cũng không phải là có quá nhiều tiền. Nên để đầu tư đi bắt súng cũng là một chuyện không nên.
Và chúng ta cùng xem là liệu hai khẩu súng của Astralis có giữ lại được hay không đây, khi mà vị trí của Zoko anh ta đang đi tìm kiếm, anh ta về tới khu vực T-Bay rồi. Còn Zipek một mình kề hai đường. Và nếu như một timing không hợp lý đến từ Clutch Minister thì hoàn toàn có thể sẽ phải ngã ngựa. Nhưng bây giờ thì thôi, anh ấy đánh hơi được mạng và đó là mạng dành cho Zipek. Một cái góc thi đấu trước tới Glaivol, thậm chí là kê rất đẹp rồi nhưng không thể làm đi cái mạng của ai cả. Tuổi tác có lẽ là cái lý do duy nhất tôi có thể giải thích trong tình huống vừa rồi, khi mà độ tuổi của các thành viên team hit thực sự vẫn đang là khá trẻ. Có những cái thành viên cũng chỉ có 22, 23 tuổi thôi. Và 1-2 năm trước thì thực sự là quay trở về khoảng timing đấy thì khoảng Glaivol cũng đang là đỉnh cao phong độ của mình. Nhưng bây giờ thì mọi chuyện đã khác, hit vừa cứu cho mình một cái key round khá quan trọng. 11-8 nó đã trở thành 11-9 và liệu có cân bằng hay không đây? Em ạ, bây giờ nhá, kiểu mình hay nói ấy, là nghĩ về map thì đúng lúc thì lại sợ là nó lại dớp cho Astralis. Thế bây giờ mình thôi không nghĩ map lúc nữa, nghĩ về map The Airport đi. Nghĩ về map The Bus đi, The Train đi. Không, nghĩ về tấm vé về nước đi. Vì hai đội này bây giờ áp lưng một tường rồi. Ai thua là về nước ngay. Nghĩ về tờ A4. Đúng. Tờ A4 bình thường khiến đời ấm no, để tờ A4 này khiến mọi thứ có sự bế tắc. A4 này khiến trầm cảm cả một đoạn kỳ nghỉ luôn đấy, khi mà khiến cho cả một đội tuyển có thể không thi đấu trong một thời gian. Bây giờ thì 9-11 rồi. Liệu các thành viên team Astralis sẽ có như nào đây? Nhưng mà quả lửa này thì tự lửa tự dập luôn tới các thành viên team hit. Có vẻ như là thấy cái game này nó đang hơi dễ quá thì phải. Tự ném đi cho mình 600 đô. Nhà tôi giàu, tôi ném 600 đô đi cũng không sao cả. Chủ động đẩy ra ngoài tới Blame Map, chơi sau một quả sờ mốc đục đẽo là khá nhiều. Và thông tin sẽ được trả về mà thôi. Afro đang có trên tay một quả flash, sẽ bắt đầu chiếm lại khu vực outside B dành cho các người đồng đội của mình. Blame Map ở đây một góc thi đấu đẹp, nhưng mà liệu anh ta có làm được ai hay không đây? Cố gắng đục đẽo và bây giờ thì mới là cơ hội cho Blame F. Smoke vậy đã tan đi. Và Lucky là một check vào timing này thì Blame F vẫn chiến thắng được vị trí ấy cho Lucky. Bomb site B đang được đầu tư khá nhiều về mặt nhân sự. Blame F ngay lập tức sẽ lùi về và tạo cơ hội thêm khoảng vị chuyển cho Hit. Nhưng khi mà bomb site B của họ đang có những cái vấn, chính xác là không vào được bomb site B, thì Hit có vẻ như đang dần dần muốn chuyển hướng sang một khu vực khác. Khi mà lúc này có thể thấy rằng đội hình của Astralis họ cũng đang bắn lùi sâu. Họ chủ động chơi an toàn để cùng xem là setup này có hiệu quả tới từ Astralis hay không đây. Khi mà Glaivol đã nhìn thấy dấu hiệu của khu vực middle rồi, còn Fix cũng chuẩn bị giáp mặt với từng player nếu một timing hợp lý, hoặc là sẽ có người đi tìm vào luôn. Và Exercise đang cầm bom. Exercise vẫn check vào vị trí của con Fix và Exercise đang cầm lao lên và lịch bắn được Zoko đấy. Nhưng trong bom site A lúc này cái cơ hội và vẫn còn rất nhiều điều vẫn phải trải qua. Glaivol và Body mỗi người có một mạng rồi, 2v3 lợi thế thành về người vẫn có cho Astralis. Và lịch bắn xịt với ôm, anh ta tạm thời phải sủi về và đặt bom thành công tới từ Hit. Vị trí là đẹp tới từ quý ngài, nhưng mà cái viên off vừa rồi nó vô duyên quá và cứ bật scope tắt liên tục như thế này thì thông tin của anh ta đã lộ ra là rất nhiều. Body đã lấy đi cái đầu anh trong Blame F, bắn đầu scope nhưng cũng chỉ yếu mà thôi, chứ chưa thể nằm xuống. Và đó sẽ là round chiến thắng thứ 10 dành cho các thành viên đội tuyển Hit. Trời ơi, có thể lại là cân bằng 11 đều hay sao? Trời ơi, tôi không dám nhận đáo, tôi không dám đưa ra bất kỳ dự đoán nào đâu nhá. Chắc là không dự đoán đâu nhá. Trận đấu mà cái tính chất nó rất quan trọng. Và hiện tại tôi đang nhìn thấy trên kênh sóng nó có khoảng hơn 18 triệu anh em theo dõi. Và tôi hy vọng con số này có thể lên đến đâu đó khoảng 25 triệu hoặc 30 triệu như ngày hôm qua. Nên mong những anh em nào hiện tại vẫn đang còn cho mình đến cái lượt cỏ thì có thể để lên trên kênh sóng để có thể gọi là trận đấu này đến với nhiều người hơn. Hoặc nếu như các bạn còn rảnh rang hơn nữa thì mong các bạn sẽ dành cho bọn mình một share trên Instagram, trên Twitter, trên Facebook hay tất cả các nền tảng mạng xã hội các bạn, để trận này sẽ lại có thêm nhiều người vào theo dõi. Rất cảm ơn tất cả mọi người. Anh em này, anh em viewer rất đều rồi nhá. Thấy à, mình có những pha dự đoán ngược thành công thì mấy anh em đang bảo là thôi khen Hit đi để Astralis có thể chiến thắng. chơi thế này là không sạch một tí nào nhá. Rõ ràng có không phải chỉ riêng mình anh với em đúng không? Có rất nhiều các cái cặp caster khác cũng thường thường đưa ra dự đoán mà nó chỉ có ngược thôi, chứ nó không thể nào nó xuôi được. 10-11 đến từ cả hai bên rồi, thậm chí đây sẽ là round thi đấu rất khó dành cho Astralis cơ, khi mà họ đang chỉ có những khẩu pistol mà thôi. Sóng não đập vào nhau rồi, bây giờ đẩy hợp lý quá. Và bây giờ nhìn thấy đối phương Lucky làm đôi Afro cũng lấy đi cái mạng của Zipback thì không còn cơ hội nào dành cho họ cả. Sẽ là 11 đều dành cho các thành viên của team Hit thôi. Pha Lick cũng cố gắng nhưng anh ấy không mang lại được bất kỳ một kết quả gì.
Playmap với một khẩu 5-7 giỏi thì có lẽ người sẽ có cho mình được một số tới 2 mạng. Hiện tại sau lưng anh có ai kìa Playmap ơi. À chính xác là một chút nữa nếu như vị trí của Zoko đẩy thì mới là một cái nguy hiểm thật sự. Còn hiện tại rõ ràng với Playmap câu trả lời của anh ấy sẽ là Test No One Alone. 11 đều thật rồi. Không còn gì có thể lệch ngoài cái dự đoán của tôi nữa. Thậm chí cái round thi đấu sau cũng không phải là round thi đấu quá nhiều tiền dành cho Astralis nha. Khi mà 2050 tiền đến từ Playmap không có giáp xếp trong cái round thi đấu sau thì thực ra là bay lên thì em nghĩ là bay súng thì đủ. Nhưng để mà nói về lượng bom mìn hay flash đủ thì thực sự là rất khó. Tuy nhiên thì nó còn tùy thuộc vào lượng lot bonus nữa cơ. Chúng ta hãy cùng chờ xem nào. Nếu như mà quyết định chơi với một khẩu op trong cái round thi đấu tiếp theo thì vị trí anh chàng Falik sẽ phải chơi cho mình với một cái giáp 1 cũng như là một số cái lượng bom mìn hạn chế mà thôi. Bây giờ thì bài đúng như những gì tôi nói rồi, op với giáp 1 hết sạch tiền. Trong khi đó những cái thành viên còn lại như Blemet thì cũng chủ động bài cho mình những khẩu súng như là Famat mà thôi để có thể đủ lượng bom mìn chơi trong bên phía City, khi mà chúng ta đều biết rằng cái map thi đấu Ancient này dựa vào rất nhiều những quả bom. 3 round thi đấu liên tiếp tới thời hit, và liệu họ có thể kéo giãn được cái tỷ số này không đây khi mà các thành viên của team hit đang tập trung khá nhiều tại khu vực outside B. Rất nhiều lửa được thả ra ở khu vực B-Ram sớm. Và Blamef cũng cố gắng spam. Hiện tại để thấy rằng cái tình huống lửa thì của spam đang rất chất lượng. Và bây giờ nó đã lấy đi kim hạc ngoài trong body. Lại có những yếu thế dành cho các thành viên của team hit rồi. Những config yếu máu thì còn đó vị trí label bảo kê. Bây giờ ba người còn lại thì sẽ đi đâu về đâu ấy à hit ơi. Spam rất nhiều chắc chắn thông tin info là có. Afro bắt được config đi đây. Nhưng chung quy lại vẫn đang là một lợi thế người dành cho Astralis. Quá nhiều lợi thế rồi và không thể thua được đến Astralis nhưng mà không. Trời ơi, nói nhầm rồi. Lợi thế về người đã được cân bằng. Thậm chí bây giờ Zipback chủ động đẩy ra nhưng mất đi cái đầu của mình. Không thể làm hai đến Zoko nhưng anh ta đã quá thể giữ được cho những người đồng đội của mình nhưng mà hết rồi. Falik quý ngài còn lại với một khẩu ốp. Liệu có muốn chơi an toàn hay không hay là muốn xếp. Nhưng mà với những cái bước di chuyển này thì hình như là đang có retake rồi. Thậm chí còn đổi ra một khẩu M4 cho nó cẩn thận. Nhưng mà Falik đang không có bom. Falik cũng không có kit. Và anh ta chắc khả năng cao là cũng không có info là hiện tại đối phương có một người yếu. Đúng. Khi mà chúng ta cũng khó, khi mà trong cái server của giải đấu chúng ta không thể biết được là đã bắn được địch bao nhiêu, chứ không thể nào bắn như bắn MM. Bây giờ nếu như bắt được Afro trước thì nó sẽ là điều hay. Nhưng mà quyết định sẽ là chơi an toàn thôi. Nhưng mà hãy nhìn xem thời gian bây giờ đang trôi về quá cận kề, lại còn không có kit, không có đồ. Đồng xếp đội rồi. Thì đang yếu tiền, thì đi xếp là một sự lựa chọn rất hợp lý. Sẽ chạy về và lấy khẩu op của mình thôi Falik ơi. Trong cái tình huống vừa rồi rõ ràng là không phải là do em xui nhá, không phải là do em đã xui, mà là các thành viên đội tuyển hit họ có những cái pha bắn như lên đồng khi mà liên tục gạt đi những cái đầu của đối phương. Không phải là do tôi dự đoán nhưng mà thực sự là hit bắn round vừa nãy rất hay, tay rất to khi mà có những cái góc kê trước là quá đẹp đi. Hãy nhìn vị trí bắn của Lucky, hai cái round thì đấu bắn như thế này, hai cái mạng bắn như thế này thì làm sao các thành viên đội tuyển Astralis có được cơ hội nữa. Thậm chí là body còn đang có những tình huống quẩy sớm. Ô Falik không nhặt được lại ốp. Thôi M4 cũng được. M4 cũng được. Ngài bắn rifle, ngài hay, bắn rifle hay hơn. Đúng. Anh nghĩ Potty đó là chiến thuật của Falik đấy. Cố tình bắn M4 bởi vì biết là tôi là sở trường M4 hơn. Đấy. Hero M4. Có khị thế thật. À, bây giờ cùng xem liệu khẩu Hero M4 sẽ làm một điều gì. Blamef vẫn như thường lệ kê khu vực kép. Và bây giờ đã lộ ra rồi. Lắc tham mình lắc lên. Nhưng vấn đề là anh ấy cũng có được mạng của Lucky. Sủi về ngay lập tức. Còn trong khi đó khu vực bóng sạch Bejo cố gắng lao vào vô cùng tự tin. Nhưng và những khẩu lục của các thầy Astralis thì sao đây, họ có buông tay không nào. Label bị lộ một mạng cho vị trí của Zoko. Hai người còn lại trong kép, họ chưa làm gì được cả. Bây giờ lắc ra thì đó là một cú xiên đôi cho vị trí của Zoko. Trước đó body có mạng, còn khẩu Herevo của Falik chỉ có được một nháy duy nhất của body. Quý ngài dập lửa để đi ra bắn nhau luôn, rất cục. Thôi, và bây giờ được gáy rồi. Cái rất to đến các thành viên đội tuyển hit khi mà họ đã vươn lên dẫn trước trong cái round thi đấu này, trong cái map thi đấu Ancient này, và họ hoàn toàn nó có cơ sở để kết thúc với tỷ số là 2-0. Ngài thì sau những cái round thi đấu vừa rồi ôm mặt rồi, có vẻ như rất ngán ngẩm so với những cái phần trình diễn của người đồng đội của mình. 13-11 dành cho hit, logo của họ đang bốc cháy rực lửa rồi, cháy lên đi ngọn lửa trên cao nguyên. Khi mà bây giờ Astralis bom mìn thì cũng rất đầy đủ nhưng họ đang chơi chủ động đẩy.
liệu có phải là một quyết định hợp lý hay không khi mà các thành viên đội tuyển Team Heat đang để cho Astralis đang đẩy cũng như là họ chỉ kê lại thôi mà thôi. Team Heat họ vẫn đang chờ đợi, họ vẫn an toàn. Flash xả ra trắng và ngay lập tức phải đẩy vị trí cho Zipex về như thường lệ. Thì Kep vẫn đang được kê lại bởi Blamef. Nhưng thời điểm hiện tại, vị trí của Blamef anh ta cũng chưa mang lại được quá nhiều điều. Và liệu cuộc xe pha này có bắn được cái mạng nào không đây? Blamef lắc ra, nhìn thấy Lucky rồi nhưng ta cũng bị đinh và phải chạy trước. Đổi ca đến được Zipex, Zipex bắn hơi tối đạn nhưng vẫn đưa Lucky xuống lỗ. Lợi thế hơn người đã có. Và hit, họ còn muốn tìm kiếm một khu vực khác hay sẽ tiếp tục chạy qua vào bên đây. Góc kề này Zipex là quá đẹp nhưng Zipex không bắn được body. Đừng khen nữa. Và bây giờ thì ở đây Exercise cũng lấy đi cái mạng của anh chàng Blamef. Gió lại đổi chiều rồi, quý ngài ở đây kề góc ốp là đẹp nhưng mà lại trượt. Trời ơi, 62 HP thông tin lộ ra rồi, body còn đấm vào cái mồm của anh ta nữa thì không còn cơ hội nào dành cho Astralis nữa cả. Level 1 VS2, đối phương đã đặt bom và lượng tiền của Astralis là không có. Trời ơi, bắn ốp để cho một người 13 HP cầm 3k vả vào đầu. Quá là đinh đầu đi đến từ vị trí của ngài Phalix. Hit chưa đặt bom. Hit chưa đặt bom và bây giờ có vẻ như họ vẫn đang muốn play time với các thành viên đội tuyển Astralis. Nhưng mà cây vô một bộ não chúng ta đều nói là 200 cân thì không thể làm gì được trước các thành viên đội tuyển Hit. 14-11 cái logo này cháy lâu quá. Đoán xem ai không được đi bây giờ nào. Đoán đi. Đố em biết anh đang nghĩ gì. Đố em biết anh đang nghĩ gì. Có lẽ anh em mình phải cắt một chiều ấy. Astralis bắn không, như thế này thì mất hết. Không, không bao, bao giờ có chuyện đó xảy ra. Cắt một chiều nhá. Ôi. Nhưng mà bây giờ sao bắn với một đội tuyển tier 2 mà còn chật vật như thế này từ các thành viên đội tuyển Astralis được nhở? Mà có một cái thông tin rất hay cho các bạn nhé, là cái danh hiệu cao cấp cuối cùng của Astralis chính là IEM 2020, có nghĩa là 2 năm trước rồi. Mà từ khoảng thời gian đó đến nay thì họ toàn là đứng thứ 6, thứ 7 ở các trận đấu S tier thôi, chứ chưa thể nào lên được. Một cái thông tin cũng hay đó. Astralis quyết định nó sẽ đến tình huống H5 thôi, họ vẫn để một chút tiền nong. Nếu với những khẩu MP9 rồi DE và khẩu Jack Level, anh ta quyết định nó bay tất luôn. Round đấu mà Astralis có vẻ như là dồn hết mọi thứ rồi. 11-14 lúc này thì họ chưa qua được Blamef đẩy cục, người ta không mạnh lại có cả gì cả và làm nên vị trí của Zipex. Zipex ơi, cần timing tốt, bây giờ anh ta có AK, hãy chơi an toàn đi, hãy giữ lại lợi thế. Đừng tạo ra quá nhiều sự đột biến làm gì cả, hãy chơi an toàn. Nói đúng là đừng nhồng nữa. Bây giờ là lợi thế quá lớn dành cho Astralis rồi, họ không thể thua được nữa cả. Khi một Gable vừa lấy được cái mạng của anh chàng Exercise, một mình Afro ở đây biết được vị trí Zipex ở gần không, lấy được một cái mạng của Zipex. Nhưng mà bắn lỗi tới từ ngài Phalix ạ, trời ơi. Lại cân bằng về người mất rồi. Bắn thế này thì hỏng hết. Nhưng mà Config thì cũng đã kịp thời đổi mạng cho những người đồng đội của mình. Body ở đây thấy được đối phương chưa lấy được ai cả và anh ta đưa về tình huống 1v2. Quá khó để có thể xử lý. Và anh ta chết rồi. Vẫn cựa quậy, vẫn ngòi ngóp và vẫn cố gắng để đưa vào map thi đấu 3. Rõ ràng phải nói là tức là chưa thể lên con số 16 thì chuyện gì cũng có thể xảy ra được. Đúng rồi, nhưng mà cái round thi đấu vừa rồi là một round thi đấu các thành viên đội tuyển Astralis là phóc vai với tất cả lượng tiền của mình và còn quá nhiều lợi thế đi. Bây giờ thì cổ op cũng đã có trên tay quý ngài rồi, bốn thành viên còn lại có những khẩu M4. Thực sự là một cái lợi thế quá nhiều cộng với cả cái lượng đồ của mình nữa. Phalix thậm chí còn có một góc kế ốp đẹp nữa rồi, lấy đi cái mạng của anh chàng Afro, làm đôi tới từ quý ngài, làm ba tới từ quý ngài mất rồi. Hết dành cho Hit trong round thi đấu này. Pentakill! Goal! Siêu phẩm! Đó là một siêu phẩm đến từ Phalix. Và thật sự tôi xin spoil một chi tiết, đó là hiện tại trong tai nghe chúng tôi còn có những tiếng không phải là tiếng in game. Đúng vậy, các bạn sẽ không thể nghe được là chúng tôi vừa nghe thấy những cái gì ở văn phòng này đâu. Đúng, nhưng phòng này làm cách âm kỹ nhưng mà chỉ anh em mình nghe được thôi. Đúng, các bạn không nghe được. Căn bản là cái mic để lọc âm tốt. Đúng,
Chứ anh em bên phòng bên kia hú phải gọi là như Tết về rồi. Cứu được một cái round thi đấu cực kỳ quan trọng tới cho Astralis, và bây giờ họ đang có cơ hội để đưa trận đấu này về hệ số cân bằng 14 đều, và liệu có OT hay không đây, khi mà các thành viên đội tuyển Team Heat vừa bị đối phương cho những cái gáo nước lạnh vào mặt, và rõ ràng họ sẽ phải tỉnh lại mà thôi, chơi tập trung lại. Và Astralis đang có rất nhiều lợi thế để đưa trận đấu này về thế cân bằng, đặc biệt là bây giờ thành viên đội tuyển Team Heat có thể full bài rồi, nhưng đây sẽ là cái key round dành cho họ khi mà lượng tiền trên người không phải là quá nhiều đâu. Orb trên tay Quý Ngài vừa làm năm và đang rất tự tin với thể pick ở khu vực middle này. Thành viên Team Heat thì lại chủ động chiếm khu vực bomb site B cơ, chứ không ai ra mid nữa cả. Chủ động đánh chiếm khu vực đầu game, lên map ở đây một góc thi đấu quen thuộc, nhưng mà anh ta đang bị ngắm vào một mật khẩu orb. Quả nết trả ra cũng là khá đau khi nó lấy đi 30 HP của Lucky. Nhưng mà hai bên thì vẫn chỉ là những cái tình huống va chạm nhẹ nhẹ vào nhau mà thôi, chứ chưa có tình huống combat nào cả. Trận đấu của chúng ta đang rất căng thẳng. Hiện tại thì các thành viên của Team Heat họ đang cài 10 bom site A và bom site B, thì Blade đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, anh ta chỉ có được một mạng mà thôi. Liệu Heat có muốn xoay chuyển càn khôn để về lại bom site A không đây? Nhưng vấn đề là exercise anh ta cần phải có thêm thông tin ở bom site A, anh hoặc là anh ta cần clear luôn khu vực này. Nhưng mà hiện tại bom site A đang có được góc thi đấu là rất đẹp đến từ Glaive, và Glaive không được phép chết. Anh ta biết rằng có người bom site A rồi, và trong đó cũng đang có người nhảy nhót trách rất nhiều. Và trong lúc đó các thành viên của Hit họ vẫn đang cố gắng, khi mà bây giờ Config đã bắt được exercise thì không còn đường nào để đánh vào ngoài bom site B tới từ Team Hit nữa cả. Zip mạnh bắn rất nhiều, bắn rơi của bóng tay của Zoko. Lucky đưa Falix xuống lô, nhưng vẫn còn ba người của Astralis. Tham Mid lúc này là vẫn còn, họ vẫn có thể. Nhưng hai người còn lại của Hit thì sao đây? Họ chỉ còn lại một quả flash duy nhất mà thôi. Bạch rất nhanh từ Astralis, và thậm chí bây giờ Gravel đã lấy đi cái bảng của Lucky sau một tình huống tham mình spam khá ảo của mình. Afro khó rồi. Một khẩu orb với ba thành viên của đối phương còn khỏe máu thì cơ hội dành cho anh ta là rất thấp nha. Nhìn thấy một người thông tin đã lộ ra, cơ hội đang đóng lại dành cho các thành viên đội tuyển Team Heat rồi. Và nếu để thua trong round thi đấu này thì hoàn toàn có thể là một chiến thắng dành cho các thành viên đội tuyển Astralis. Bây giờ tình huống defuse đã được diễn ra và không còn cơ hội nào để Afro có thể xử lý nữa. Afro cũng bị mất khẩu orb trận khoảng thăm minh cuối cùng. Và bây giờ tôi tin là tinh thần của Astralis họ đang rất tốt. Đúng, rất bay. Họ rất bay rồi, họ đang dần dần đi từ cõi chết trở về. Và hãy nhìn khuôn mặt của những player Team Heat đi, bây giờ sẽ là một round thi đấu mà họ sẽ khá là phải cân đo đong đếm, bởi vì nếu bay tất để đối đầu bên kia, mà nếu có lỡ thua là bay luôn cả map thiếu thứ hai. Nhưng mà Và không. quyết định của họ sẽ là try hard, chỉ mua những khẩu tech này và deagle thôi. Trời, rất try hard tới đội tuyển này. Config đẩy mid, làm được một mạng, làm được hai mạng, làm được ba mạng dành cho mình. Một cái triple kill hoàn hảo dành cho anh chàng Config. Bây giờ thì với một góc thi đấu đẹp, Glaive sẽ nhìn thấy đối phương mà thôi. Thậm chí là Config làm 4 pha lick đã lấy được đi cái mạng cuối cùng, anh chàng body một cái quad kill dành cho Config. Rất căng thẳng. Astralis họ đã chạm tới match point. Nhưng câu chuyện vẫn còn khi mà các thành viên đội tuyển Team Heat rất chơi hát. Họ vừa hát bài với Eco trong round thi đấu vừa rồi. Bây giờ nhá. Ờ. Các bạn trên kênh sóng, ai ủng hộ Astralis cho số 1, ai muốn overtime thì bấm số 2. Đây, đây là một cái tương tác rất hay với anh Sam nha. Đúng rồi, bây giờ là có mấy triệu anh em nhỉ? 22 triệu anh em. 22 triệu người. Đúng, mỗi anh em cho mình xin một số đi. À, có vẻ như số 2 là khá nhiều rồi. Mà thực sự là mình và anh Sam thì chưa ai được ăn tối cả, nên mình cũng mong là số 1 sẽ nhiều hơn số 2. Chứ bây giờ mà để cắt tiếp thì thực sự vào là map thiếu thứ ba thì vẫn là bọn tôi ngồi đây thôi. Đúng, mà cái giải này, cái giải PGL này thực sự là nó không cho anh em custom một khoảng nghỉ ý. Phải cắt liên tục, thậm chí là cả đổi từ first half sang second half thì chúng tôi không được nghỉ ý. Vậy là mình vẫn đang mong số 1 nhiều hơn số 2, và thậm chí có những bạn còn cho cả số 3 vào đây cũng được. Nhưng bây giờ thì full bài tới từ hit rồi. Thua là thua luôn, mà thắng thì sẽ lên được overtime, thế thôi. Rõ ràng rồi, và bây giờ liệu có phải họ muốn làm một bài phi nhanh vào B không đây? Tạm thời lửa trả ra, và họ đang phải chậm lại một chút xíu. Config góc thi đấu là khá đẹp, bây giờ lao lên bóng sẽ an luôn rồi. Zipback cần chơi an toàn, anh ta không được chết. Blade map của Aspam, Glaive backup trở về. Một mạng, tiếp tục với bàn thờ trên mặt đây. Phía hit vào đổi mạng quay, anh Zipback đến tiếng rồi. 3 mạng, 3 vết 1 sẽ là vào map thi đấu thứ ba. Chúng ta sẽ có map thi đấu đúng.
quá căng thẳng và cái tỷ số đó đã hiện ra ở trước mặt các bạn. Astralis đã giành chiến thắng cận kề ở cái round chiến thắng Ancient, một cái map pick của họ, và chúng ta sẽ phải cần đến cái map thi đấu thứ 3, map thi đấu Renook, để cái chuyện quyết định xem cái tấm vé cuối cùng dành cho ai. Căng thẳng quá trời ơi, căng. Quẩy sớm ăn gì? Thật sự tôi muốn hỏi Body là quẩy sớm thì ăn gì đây? Không thể tin được họ ách. Tầm khoảng round 12, 13 hiệu dẫn là họ bắt đầu quẩy rồi. Và hãy nhìn xem Astralis liệu comeback một mạnh từ cửa tử về, và chúng ta sẽ có map thi đấu Renook. Một map thi đấu mà rõ ràng rất nhiều fan hâm mộ của Astralis sẽ hy vọng ở map thi đấu này. Còn bây giờ chúng tôi xin phép được nghỉ ngơi trong khoảng 10 phút trước khi quay trở lại với những diễn biến rất căng thẳng ở cặp trận tranh vé vớt đến với Major năm nay.